Thịnh trở lại giữa vụ kiện MV đẹp gây khó hiểu. Thưa quý vị và các bạn, Lưu Phước Thịnh vừa tung ra MV Những Kẻ Mộng Mơ, nam ca sĩ cũng thừa nhận đây là ca khúc kém người nghe. Loại hình music video, thể loại ballad, sáng tác Nguyễn Bảo Trọng, Hồ Hoài Anh, thể hiện Lưu Phước Thịnh, được đánh giá 8 trên 10 điểm. Sau những ồn ào, Lưu Phước Thịnh chính thức phát hành MV Những Kẻ Mộng Mơ vào tối ngày 19 tháng 10. Đây là ca khúc pha trộn giữa chất liệu ballad và dàn nhạc giao hưởng. Sản phẩm lần này có thể sẽ không trở thành hit. Trước hết, bài hát kém người nghe thì sử dụng chất liệu Hàn Lâm, Bác Học và việc cạnh tranh với nhiều ca sĩ trong cùng thời điểm cũng là một hạn chế. Tuy nhiên, Lưu Phước Thịnh chứng minh anh đã trưởng thành hơn trong gu âm nhạc và sản phẩm ngày càng có chiều sâu. MV cũng như một lời tuyên bố của riêng anh rằng đã đến lúc Lưu Phước Thịnh bước đi trên con đường riêng, khác biệt thay vì chạy theo thị hiếu khán giả. Với cá nhân anh, đây có thể xem như một chiến thắng của chính bản thân mình. Chuyển mình từ âm nhạc tới phong cách. Có thể thấy ấn tượng đầu tiên ở Những Kẻ Mộng Mơ chính là sự lột xác hoàn toàn từ hình ảnh tới âm nhạc. Lần đầu tiên, anh xuất hiện với ngoại hình nam tính phong trần. Hình ảnh mới khác lạ, nam tính của một ca sĩ vốn trung thành với phong cách lãng từ điển trai có sức hút đặc biệt. Sự nam tính nổi loạn được lột tả từ sâu bên trong, từ thần thái, mọi cử chỉ, ánh nhìn chứ không đơn thuần là tạo hình và trang phục. Đa số ý kiến đều khen ngợi tạo hình mới của Lưu Phước Thịnh. Về phần âm nhạc, Lưu Phước Thịnh trở lại thể loại ballad như pha trộn chất liệu giao hưởng. Ballad là thể loại không mới. Trước hết với cá nhân anh, nếu nhìn ra thị trường âm nhạc Việt, dòng nhạc này cũng đã phổ biến. Nhưng điểm nổi bật khác biệt ở ca khúc chính là bản phối mang hơi hướng giao hưởng được thể hiện bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Trong bối cảnh V-pop bão hòa ballad, một ca khúc hơi hướng giao hưởng là làn gió mới mẻ. Phải nói rằng, quyết định đưa âm nhạc giao hưởng vào bài hát mới là một nước cờ mạo hiểm. Nhạc giao hưởng thường được tôn vinh là bá chúa của vương quốc âm nhạc với hàm ý về sự cao siêu và biểu cảm phong phú đa dạng. Thể loại nhạc bao hàm chất trữ tình nhưng hùng ca, chất bi thương nhưng cũng lạc quan. Đây là thể loại xưa nay vốn không dễ gần với khán giả, thậm chí khá kén người nghe. Nhưng Lưu Phước Thịnh không ngại điều đó. Đến lúc này thì đã có một chỗ đứng, anh muốn đi theo con đường khác biệt của riêng anh chứ không chạy theo thị hiếu số đông. Ngay cả nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng hỏi tôi có thắc mắc. Chắc chắn muốn thêm những nhạc cụ trong dàn giao hưởng vào ca khúc hay không, cả hai anh em phải ngồi với nhau và thay đổi tư duy của nhau để hợp với mạch cảm xúc của ca khúc. Có thể bài hát sẽ hơi khó nghe với mọi người vì có quá nhiều điều cao siêu trong đó, anh nói. Ca từ mang tính ẩn dụ. Những Kẻ Mộng Mơ không phải sản phẩm bắt tai, nếu không muốn nói khá kén người nghe. Nhưng thêm một điểm cộng ở ca khúc chính là ca từ không xế như nhiều bài hát, thuộc cùng thể loại mà vẫn lột tả được sự đau buồn của chàng trai, ôm trong tim mối tình đơn phương đầy dây dứt khốn khổ. Đừng mộng mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có những bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em khi vụt ngã. Lấy câu chuyện của biển, của bờ cát, của mặt trời, vũ trụ để nói lên nỗi lòng. Mỗi câu từ cũng chính là điều mà chàng trai luôn tự nhắc nhở bản thân về mối tình vô vọng. Cả phần giai điệu lẫn ca từ của bài hát đều mang lại nhiều cảm xúc đan xen, có buồn đau mơ hồ nhưng cũng có tích cực, nhung nhớ, bình yên. Câu hát đừng mộng mơ nữa hỡi những kẻ mộng mơ gây ám ảnh kiểu hiệu ứng, sâu tai. Thuật ngữ sâu tai ám chỉ việc bộ não lặp đi lặp lại một đoạn nhạc trong thời gian dài. MV phô diễn khả năng diễn xuất. Bối cảnh Jeju, đảo du lịch nổi tiếng Hàn Quốc hiện lên tuyệt đẹp dù được mô tả qua màu phim trầm buồn, ảm đạm. Lần này, những lời giới thiệu của ekip không sai, MV thực sự mang những góc máy màu sắc rất điện ảnh. Trong MV, phần đoạn Lưu Phước Thịnh cùng cô gái bước ra biển khơi nhưng rồi chỉ một mình anh quay lại để lại nhiều thắc mắc cho khán giả. Tất cả khung cảnh lãng mạn trước đó là do anh tự mình tưởng tượng, do anh nhớ về quá khứ. Hay thực chất, chàng trai đã giết chết cô gái để rồi một mình trở về với bộ dạng bất cần, trên môi nở nụ cười bí hiểm khó hiểu. Nhiều khán giả băn khoăn về nội dung MV và như thế ekip đã đạt được mục đích của họ. Nội dung MV là câu chuyện mở, ở đó khán giả có thể hiểu tính cách nhân vật và mạch câu chuyện theo cách của riêng mình. Mục đích chính ở MV là khai thác khả năng diễn xuất.
chi tiết Nụ Vũ Thịnh tự cắt đi mái tóc lãng tử, nhìn vào trong gương với ánh mắt sắc lạnh và phần cảnh mấu chốt trong MV. Một ca sĩ nhưng diễn xuất tự nhiên biểu cảm, ánh mắt của một kẻ đơn tình. Nhiều khán giả thừa nhận họ cảm thấy sợ khi cảm nhận được sự tuyệt vọng cuồng si trong điệu bộ của nam ca sĩ. Ngay tại buổi họp báo, ngay khi được xem lại MV hai lần, nhiều câu hỏi đã được gửi tới Nụ và hãy đóng phim điện ảnh đi. Thông qua diễn xuất ngày càng chín, đặc biệt là những ánh mắt nụ cười bí hiểm, mỗi khán giả sẽ có nhận định riêng về tính cách nam chính. Anh có thể là tên sát nhân máu lạnh, có thể là bệnh nhân tâm thần, phân liệt hoặc đơn giản là kẻ mộng mơ bị tình yêu ruồng bỏ. Nội dung không đặt nặng chi tiết kịch tính, thay vào đó khai thác diễn xuất đầy tính điện ảnh của Nụ. Có thể những kẻ mộng mơ sẽ không chiều theo sở thích của số đông khán giả. Tuy vậy, qua đây công chúng nhìn nhận một khía cạnh khác của Nụ Phất Thịnh ngoài sở trường ca hát, đó chính là khả năng diễn xuất. Nụ Phất Thịnh thiệt hại nặng nề đến mức nào sau vụ nhạc sĩ Mỹ Thiện? Mới đây, Nụ Phất Thịnh xuất hiện với bộ dạng tiều tụy, nam ca sĩ cũng hủy bỏ nhiều show diễn để tạm nghỉ ngơi. Theo khán giả, vụ kiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, khiến anh phải áp lực. Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi được phát hành năm 2017 thuộc dòng pop ballad ăn khách nhất K-pop. Sản phẩm được ekip Nụ Phất Thịnh giới thiệu là MV tốn kinh phí đầu tư lớn, rất lớn. Đạo diễn Đình Hà Uyên Thư thực hiện MV theo màu sắc điện ảnh. Các cảnh cháy nổ và hành động được tiến hành quay theo đúng trình tự của một bộ phim điện ảnh. Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi từng được dự đoán sẽ trở thành hit. Không ngờ dự án này lại mang đến cho Nụ Phất Thịnh nhiều rắc rối mà sau một năm phát hành anh vẫn chưa thể giải quyết. Bị xóa bỏ khi vừa đạt 30 triệu lượt xem. Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi được Tăng Nhật Tuệ sáng tác, có ngôn từ lãng mạn, cảm động, khắc họa bằng phần hình ảnh đẫm nước mắt. Trong MV, Nụ Phất Thịnh hóa thân thành chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo ở mắt. Anh say mê cô gái xinh đẹp dung vũ, đến mức lái xe lao đến cứu cô gái thoát khỏi bạn trai mới Sở Khanh trong tình trạng mắt mờ, kết cục tai nạn xảy ra. Phân đoạn cháy nổ, tai nạn được tiết lộ là cảnh quay tốn số tiền đầu tư lớn nhất. Nhờ vậy, nó cũng lấy được sự đồng cảm của khán giả khiến họ rơi nước mắt. Thế nhưng, cũng vì đoạn nhạc nền trong chi tiết này mà MV đột ngột bị xóa bỏ khi lượt xem đang tăng trưởng khá. Đến 17 tháng 11, một ngày sau khi MV bị xóa, phía Nụ Phất Thịnh đưa ra phát ngôn chính thức. Anh hứa phiên bản mới của Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi sẽ được đăng trở lại trong thời gian sớm nhất. Do không hiểu rõ về luật nên phía ekip sản xuất đã sử dụng một đoạn nhạc ngắn cho phân đoạn chiếc xe hơi bốc cháy ở cuối MV mà chưa xin phép đơn vị giữ bản quyền. Đây thật sự là một sai sót mà Nụ Phất Thịnh cảm thấy mình phải nhận trách nhiệm vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu, đại diện nam ca sĩ giải thích. Giọng ca sinh năm 1988 cũng tỏ ra tiếc nuối khi MV biến mất kéo theo 30 triệu lượt xem, đồng nghĩa mất hết tiền đầu tư. Vụ việc xảy ra ngay thời điểm Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi vừa ra mắt, đang thu hút công chúng. Sau đó, phiên bản MV mới, dù được đăng tải trở lại thì sự quan tâm của khán giả cũng không còn nhiệt tình như lúc ban đầu. Bị kiện đòi 850 triệu đồng. Những tường rắc rối xoay quanh Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi đã được giải quyết dứt điểm trong năm 2017. Thế nhưng sau đó, Jack Hemsey, nhạc sĩ người Mỹ, nắm quyền sở hữu ca khúc Joy mà Nụ Phất Thịnh sử dụng trong MV đã gửi đơn khởi kiện tới Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì lý do vi phạm bản quyền. Jack Hemsey yêu cầu phía Nụ Phất Thịnh công khai xin lỗi, bồi thường 500 triệu đồng thiệt hại vật chất, 50 triệu đồng thiệt hại tinh thần và 300 triệu chi phí thuê luật sư. Tổng cộng, Nụ Phất Thịnh phải chi trả 850 triệu đồng muốn giải quyết dứt điểm vụ việc. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng phải xóa tất cả MV có đoạn nhạc Joy đang được lưu giữ trên các trang mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Trong đơn kiện, nhạc sĩ người Mỹ nhấn mạnh hành vi của phía Nụ Phất Thịnh ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp tới sự toàn vẹn của tác phẩm, cũng như độc quyền cho phép người khác khai thác khả năng thương mại của tác phẩm. Lúc này, phía nam ca sĩ sinh năm 1988 từ chối tiết lộ về chi tiết cụ thể xoay quanh vụ kiện với lý do đang làm việc với luật sư. Hủy bỏ hàng loạt show diễn. Tối mùng 5 tháng 10, trong lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi thông tin vụ kiện được đăng tải, Nụ Phất Thịnh không giấu được gương mặt bơ phờ, vóc dáng tiều tụy. Mạng xã hội còn lan truyền tấm hình được cho là huấn luyện viên giọng hát Việt đứng lề đường mệt mỏi hút thuốc. Cùng lúc, trên trang cá nhân, quản lý của anh thông báo ekip sẽ hủy một loạt show để nghỉ ngơi. Ekip sẽ tạm thời dừng tất cả các hoạt động từ hôm nay đến ít nhất là 17 tháng 10. Chúng tôi đã thương lượng và được sự thông cảm của các công ty nên hủy được các show vào 9 tháng 10 tại Hà Nội,
12 tháng 10 tại Đắk Lắk, 13 tháng 10 tại Hạ Long, 14 tháng 10 ở Hà Nội và đang tìm cách thương lượng để xin rút tên trong các show, 17 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh và 20 tháng 10 tại Hà Nội, người quản lý thông báo. Giải thích cho việc đột ngột nghỉ show, đại diện Lưu Phước Thịnh cho biết tất cả chúng tôi đều ổn, chỉ là muốn tạm dừng công việc, tìm một khoảng thời gian riêng để tự xem xét mình, cũng như nạp năng lượng mới để chạy tốt hơn trên con đường dài phía trước. Dù ra lời giải thích và rất trấn an rằng Lưu Phước Thịnh vẫn ổn, thế nhưng sự trùng hợp giữa thời điểm nghỉ show với khi vụ kiện nổ ra khiến người hâm mộ lo lắng. Diện mạo gầy gò của nam ca sĩ càng khiến dư luận khẳng định vụ kiện 850 triệu đồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng để anh chịu nhiều áp lực. Và mới đây là lý do thực sự dẫn đến việc anh hủy hàng loạt show diễn và tạm nghỉ ngơi. Danh tiếng bị bôi đen. Chưa biết kết quả vụ kiện ra sao nhưng việc hủy bỏ loạt show diễn với nam ca sĩ cũng là một tổn thất. Trên hết, Lưu Phước Thịnh cũng đứng trước nguy cơ mất đi một số tiền lớn nếu không chiến thắng vụ kiện. Ở vụ việc lần này, nhiều khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm của Đinh Hà, biên thư, đạo diễn, người đứng đầu ekip quay MV. Tuy nhiên, với tư cách chủ sở hữu MV, Lưu Phước Thịnh vẫn là người phải đứng ra giải quyết. Do đó, sự tổn thất chưa dừng lại ở chuyện tiền bạc. Vụ việc lần này còn tác động đến danh tiếng của nam ca sĩ. Với Zack MC, anh khẳng định Lưu Phước Thịnh đã có hành vi xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan. Với dư luận, Lưu Phước Thịnh đã ăn cắp chất xám của người khác hoặc bất cần, thiếu sự hiểu biết về luật bản quyền trong tình huống nam ca sĩ không cố tình. Trường hợp nào bất lợi cũng đã nghiêng về phía Lưu Phước Thịnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.